Mình xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một cặp loa có model là LS690 25 mã. Đây là một cặp loa mình tuyển chọn từ hàng công Nhật xuống. Mình nói với anh em là một từ đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Nếu mình cam không như lời mình mô tả, mình cam kết mình hứa sẽ tặng anh em cặp loa này. Hà Audio Hải Phòng đã nói được là làm được. Mình khẳng định lại với anh em, đây là một cặp loa Yamaha tuyển chọn về đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến anh em cặp loa này và test cái chất âm của nó cho anh em thưởng thức một chút. Đây là trước tiên anh em nhìn đôi e căng của nó nhé. E căng của nó là còn tem mác Yamaha biểu tượng còn nguyên. Và cái lưới này của nó là lưới vải màu nâu, khung là khung gỗ, các cái chấu còn nguyên. Anh em nhìn tất cả các đẹp. Đây là một đôi loa mình tuyển lựa về đẹp lắm anh em. Và đây là chiếc thứ hai này anh em này. Đấy. Và anh em đi vào cái các tuyến loa của nó. Con này nó sử dụng một đôi bát 30 màu khoai môn. Đôi loa Yamaha LS690 này nó có một đôi nữa là bát màu xanh rêu đấy anh em ạ. Và đôi bát của mình là đôi bát màu khoai môn. Đôi bát này cũng có màu khoai môn này, nó cũng có nhưng mà nó rất hiếm và ít. Và anh em nhìn tất cả các gông của nó này, con này nó gông nó rất hay là xỉn nhá. Nhưng mà đôi này mình tuyển lựa về gông còn cực kỳ là đẹp luôn. Và tiếp đến bên trên là một con trung đôm. Con trung đôm này gông của nó cũng còn cực đẹp, kỳ là đẹp. Và nó có một cái lớp lưới bảo vệ ở đây. Và nếu mà anh em mà chọn lựa không kỹ là nó hay bị cái chép đôm, cái trung đôm này nó hay bị nõm này, méo này. Đôi này của mình, cái trung đôm của nó còn căng, mọng, đẹp. Và tiếp đến bên trên là một con chép đôm. Anh em nhìn tất cả các gông kiểu của nó không xỉn một tí nào luôn. Và các con ốc zin nguyên bản từ con ốc luôn. Model NS690 2 vi tinh chỉnh. Và chiếc bên này cũng thế anh em nhé, zin nguyên bản đều tăng tắp luôn. Anh em nhìn tất cả đôi chung của nó là còn rất đẹp, căng mọng. Và đôi bát của nó cũng vậy. Anh em nhìn tất cả các đường keo của nó. Con này nó là màng giấy gân mút, màng giấy như kiểu gợn sóng GVN đấy anh em ạ. Và anh em nhìn các cái lón keo của nó còn nguyên đẹp xuất sắc như thế này cơ mà anh em. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Con này cao 64. Chiều cao này của nó là 64. Và chiều sâu này của nó là 31/5. Và chiều ngang này của nó là 35/5. Để anh em dễ bề kê kích nhá. Con này hậu vách của mình là vuông vắn góc cạnh, thùng vân gỗ màu vàng. Và tem mác logo đằng sau vẫn còn nguyên. Và cả tem cờ dưới vẫn còn anh em. Và sơ di của nó là sơ di liền kề nhau 559. Và đôi bên này, chiếc bên này là 560. Giá mình đang bán cho anh em là 9.500.000. Anh em nào thiện chí đôi này alo cho mình, alo trực tiếp cho mình. Bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe thử một đoạn trên một con đờ lông 940. Anh em nghe thử nhá, mình vẫn test trực tiếp từ cái máy tính thôi. Bác đã đánh cực mềm anh em ạ. Bye.
xôi này của nó là trở kháng 8 ohm anh em nhá. Mắc đầu vào của nó chỉ cần buộc vào một con âm ly 40W thôi. Anh em có thể ghép với đờ lông này, sân xui này, PLO này, đánh cực kỳ là hay luôn. Tiếng bass cực kỳ là mềm và sức chịu đòn của nó lên đến 200W. Anh em có thể nhờ cái sức chịu đòn tốt này, anh em có thể ghép cái vang vào hát karaoke nhẹ nhàng thôi nha anh em nhé. Gia đình là ok hết. Giá mình đang bán là 9,5 triệu, rất nặng anh em ạ. Nó nặng đến 27 cân một thùng. Anh em nào yêu con vai bò này alo cho mình nhé. Đây là con vai bò này, trang trí chơi audio và gỗ, chơi đồ gỗ này. Giá mình đang bán là 3,8 triệu. Anh em đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh nha. Xin chào tạm biệt anh em.